chân linh có mua nùng bờ cô giờ hầu tu có gió trong đêm nó cô tên nhật chế bây giờ lấy thua cái là chế yêu mơ rồi chờ nó cho là chọn đông lông xà nó chỉ thật thơ bà nó dù nó sẽ bỏ cá này bên nó ta hát mà là trô trô mà nó cá ta sẽ được chỉ mới xíu nó kia bà nó sẽ bỏ cá này để chú bút trông đó để có trô thắt trả đi ở bên luôn chỉ thật chỉ của chị đình chỉ của đi chấm lông xíu trô thắt trả bê đem lông nó trô xe trô đi bê đem lông nè sẽ nó cao một chả thì chỉ tao nói xin nó chỉ phải đến xỉ sẽ bỏ cá này nó tao mới được cái cho lọc của cho tao vào kia ạ à xe kia có gì phải dùng cái cho là trâu chuôn nó có mì thì nhỏ nó mì hàng chi chỉ mua mì phu mì nhỏ liền và cho các mắt sụt sụt gì hết thế cái này xéo à là chiều căng nè sụt thế như bốc à sụt cái to tiếng có sao à nhưng mà sao cắt xong cái đó này chỗ cái này chết cái này tao chỗ là tao phải xem cái này chỗ này cái cặp vợ chứ lo thua chết té cái gì cho chốt được cái là我来考试的时候，我考成绩的，啊，考试没考到哟。这都是那个最好的，买了蒙巴的。cái thân của thì nó ít bộ có mua mơ chậm xí cam bộ chả nè cái thứ đó cho chú lõng nó thầm nha thôi thầy dùm mất của cho mình bông cá cá thả cho xí cho xa ui là có kia cá cá nè nè rồi bê đem lòng xin nè cho tròn đồ chúng tôi chạy chỉ trốn nó thế, thế thì chỉ bỏ cá đấy, cứ trốn chỉ bên đường là tàn lắm. Trốn thì có chán mà trốn hết, chỗ chỉ chuyên dùng chỉ sai. Thế là tôi nó, cái hồ sơ lông sàn này ạ.
là nó gửi lên thứ nó mở sạch rồi tới nó lên cái bộ sạch nó chuyển xuống sạch thế à mấy ở tôi nhà nhận chua cho xuống căn cho là sạch trời là sáng nay cá rồi này vậy mà nó sẽ có tiền ui ui ta ta ui để mà nói cho xuống này thế chúng ta xịt và xịt này chúng nó sẽ là phá được tiếng con cá chơi con những cái trò gì những chỉ trò cho nó trò cắm nồi như cá thật trong một trận phong là trò thành phong tiếp bền đi còn là tiếp theo là sa kỳ được coi nhẹ ô cá thật được
Nhưng cho mình nhầm vào đấy. Sao nó tỏ cách không?
có cái không? Chỉ có một tỷ, cái gì quá sao? Chúng ta thử ngồi chỉ lắm nào. Chúng ta phải xếp bật chế. Và được một sản lòng đây là không sản lòng này không được cả chưa bây giờ chưa cũng vẫn nó lập chứng lập về tủ cầu chuyên hành chỉ lập về giống thường đọc có sàn cho em để nó thả đi không? Cái đẹp thế nào? Bẹp, nghe chưa bẹp.